Xin chào mọi người nha, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba, ghế trang điểm cánh sen chân đen bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là chất liệu nỉ các bạn ạ. Đây này, các bạn tự quay gần cho các bạn xem này. Chất liệu nỉ này, đệm của ghế rất chi là êm nhé. Cánh sen có tựa này, kiểu dáng rất chi là đẹp và thanh mảnh nha mọi người. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nha mọi người nhé. Chân của ghế là kim loại sơn tĩnh điện màu đen, hàng nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Hàng mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi, nên mọi người nhận hàng cứ yên tâm nhé, được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé mọi người. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi, mình cảm ơn các bạn nhé, mình chào các bạn.